Bây giờ thì Lộc làm một cái món gọi là sushi roll. Không biết gọi là sushi roll thì kiểu gì, nhưng mà cái này làm cho Gia Linh ăn. Thì có giấy seaweed, seaweed á. Ở đây thì mình có ba món, ba cái thứ đơn giản thôi, là avocado, là bơ ha, trái bơ. Đây là spam, là thịt á, thịt nguội mà trong hộp á. Còn đây là sốt mayonnaise. Cái roll gạo này thì là gạo Nhật, mình nấu hơi dư nước một chút xíu cho nó hơi nhão nhão. Nếu mà người lớn ăn á thì mình bỏ thêm một miếng giấm Nhật á. Nhưng mà tại vì Gia Linh ăn thì Gia Linh không thích ăn chua nên mình không có bỏ vô. Cái này tại Linh có mình Linh ăn thôi nên Lộc nấu có một cup thôi. Ok. Đây là seaweed. Rồi, để mình quay cho mọi người coi ha. Giờ Lộc sẽ làm thử trước một cái nha. Lấy cái hộp ra đó dễ lắm, cái gì chỉ cần nè xay một cái lấy ra. Homemade sushi. Homemade sushi. Is it good? That is good. Thank you. Wow. Ăn hết luôn ha. Alright. Hello, xin kính chào quý vị. Hôm nay xin chào tất cả cô chú anh chị các bạn và các em. Hôm nay là chủ nhật ngày 17 tháng 5. Hiện tại bây giờ là 3 giờ rưỡi trưa. Hồng Loan xin update cái tình hình bệnh của nước Mỹ hiện giờ. Ca bệnh là 1.526.134 người bệnh. Số người mất là 90.931 và số người được chữa khỏi là 344.805. Thôi chủ nhật thì chỉ muốn update cho quý vị biết để chúng ta biết cái tình hình thôi ha. Hồng Loan muốn nói thêm về cái vấn đề mà vaccine đó quý vị. Thì cái phòng thí nghiệm Sorrento họ hợp tác với hệ thống chăm sóc sức khỏe Mount Sinai ở New York. Họ phát triển một cái loại kháng thể tổng hợp. Thì cái kháng thể đó là Covishield, và nó còn gọi là cái antibody cocktail đó quý vị. Thì nó bao gồm 3 loại kháng thể khác nhau và nó sẽ được sử dụng như là một phương pháp điều trị dự phòng để giúp cho tất cả những người mà trở lại làm việc và những người đã từng tiếp xúc với lại COVID-19. Thì hiện tại cái loại vaccine này là đang đợi chờ FDA approve. Họ nói là hiện tại bây giờ họ có thể sản xuất và cung cấp tới 200.000 liều trong một tháng. Và họ sẽ cố gắng nghiên cứu để mà sản xuất nhiều hơn nữa, như là khoảng hàng chục triệu để mà đáp ứng với cái nhu cầu đang rất là cần thiết hiện nay. Ông bác sĩ mà nghiên cứu về cái bệnh này, ông nói là ngay sau khi mà mình tiêm cái vaccine này vào á, thì người tiêm sẽ được miễn dịch với lại cái căn bệnh COVID-19. Và trong một khoảng thời gian dài thì cái kháng thể nó sẽ lưu lại trong cái hệ miễn dịch của cơ thể mình. Đó, cho nên là khi mà được chấp nhận cái thuốc này thì chúng ta sẽ không có còn lo lắng nữa, thưa quý vị. Thì nó giống như một cái bệnh cảm cúm bình thường thôi. Bây giờ nếu mà có vaccine vô thì mình bị bệnh, mình chích vô là nó như một bệnh cảm nhẹ thôi, chứ không có bệnh nặng nào như bây giờ nữa. Thì họ cũng có nói là hy vọng là vào tháng 6 là chúng ta có thể là
có cái vaccine này để mà sử dụng. Tháng 6. Vào tuần sau thì có thể sẽ có thêm nhiều nơi sẽ được mở cửa nữa. Riêng ở California đó thì chính quyền California họ đưa ra một cái thông tin để cho những cái nhà hàng mà muốn mở cửa để họ được biết. Hiện tại bây giờ thì họ chưa cho mình biết ngày nào là có thể mở cửa để cho thực khách vào ngồi bàn ăn. Nhưng mà họ đưa ra cái thông tin là như thế này. Khách hàng được yêu cầu xem xét tình trạng sức khỏe và mang khẩu trang khi mà bước chân vào trong nhà hàng hoặc là khi muốn đi di chuyển trong nhà hàng. Chỉ có khi ngồi xuống bàn ăn thì mới được tháo cái khẩu trang ra thôi. Và khách hàng được khuyến khích đặt bàn và đặt món ăn trước khi đến nhà hàng để mà tiết kiệm cái thời gian ngồi ở trong nhà hàng, thưa quý vị. Và khách có thể được yêu cầu là ngồi ở ngoài xe để đợi đến khi được gọi vào trong nhà hàng. Hồi trước thì khi mình tới mình đặt bàn thì mình đứng lẩn quẩn ngoài trước hoặc mình ngồi ghế mình chờ đợi, nhưng mà bây giờ thì họ khuyến khích chúng ta hãy ngồi trong xe để mà đợi. Và khách hàng có thể là không biết mặt được cái người phục vụ mình là như thế nào, là bởi vì tất cả nhân viên phục vụ sẽ phải đeo khẩu trang hết. Thực đơn cho một lượt khách đó, khi mà khách vào là đưa cái thực đơn cho khách xem xong là hủy cái thực đơn đó chứ không có sử dụng cho nhiều nơi nữa như là trước đây. Hoặc là chúng ta có thể xem thực đơn ở trên điện thoại hay là trên những cái iPad. Có thể thì ở trong nhà hàng họ sẽ set up những cái iPad hay gì đó để cho chúng ta sử dụng, thì sau đó thì họ sẽ clean up nữa. Không, anh nghĩ chắc là nhiều khi bây giờ ai cũng có một cái iPhone, những cái smartphone hết á, thì cái thực đơn nó nằm trên đây, khi mình bấm vô nó sẽ connect với hệ thống của nhà hàng luôn, mình order trên cái đó luôn, rồi tính tiền nó sẽ gửi cái bill vô cái phone mình luôn. Tới như một cái app vậy đó quý vị. Tổng nghĩ nó vậy thì nó sẽ an toàn hơn, mỗi người xài thì một cái máy sẽ có những nhà hàng họ sẽ, những nhà hàng lớn hệ thống họ họ sẽ set up những cái chương trình đó. Và những cái đồ gia vị hay đồ nêm nếm như là muối, tiêu, đường thì không có đựng vô những cái đồ chung nữa. Hồng Loan nghĩ chắc có lẽ là họ phải để vô những cái túi nhỏ giống như là mình order to go, họ để lên bàn, giống như mình xài cái nào xong thì mình bỏ cái đó thôi. McDonald's hay gì đó mình xé cái bọc nhỏ để mình xài riêng của mình xong rồi nhục thùng rác. Và không có lấy thức ăn ở một cái quầy chung như là những cái salad bar hay là quầy ăn buffet. Những cái đó bây giờ là hiện tại là tuyệt đối là cấm, không có được sử dụng nữa. Và những cái món tráng miệng như là kẹo nè, tăm sỉ răng thì thường chúng ta thấy hay để trên cái bàn chung để mà khi mình ăn xong mình ăn cái kẹo cho nó thơm miệng hay gì đó. Hiện bây giờ là không có được để cái đó nữa, chỉ đem tới tận bàn khi mà chúng ta tính tiền đó, thì họ đem tăm hoặc là họ đem kẹo đến bàn cho mình. Chứ không có để cho mọi người, ai muốn bóc vô thì bóc, không như vậy được nữa. Và giống như là buffet thì không có còn những cái quầy kem để mà chúng ta có thể ăn tự múc. Tự múc hoặc là nước soda chúng ta cũng không thể tự tới lấy được nữa giống như lúc trước. Ngoài ra cái phần muỗng nĩa đó họ cũng không có để sẵn để mà chúng ta tự lấy được nữa. Khi chúng ta tới thì họ mới đem muỗng nĩa ra cho từng người để sử dụng thôi. Chứ không có đặt ở trên bàn luôn nha quý vị, sẽ không có set up sẵn luôn. Khi khách hàng vô ngồi rồi thì họ mới đem những cái phần đó ra. Và ngồi bàn với nhau thì chắc chắn là phải cách nhau 6 feet rồi. Dạ, điều đó là chắc chắn. Chắc chắn rồi. Dạ, thì Hồng Loan cũng thông báo cho quý vị biết cái luật nó sẽ là như vậy để chúng ta biết trước khi mà chúng ta đi vô nhà hàng ăn lại thì chúng ta sẽ không ngỡ ngàng. Mà Hồng Loan nghĩ chắc cũng chưa dám vô nhà hàng ăn. Chứ là nếu mà vô nhà hàng ăn mà đeo khẩu trang đó thì lúc trước là có cái mấy số trước Lộc có nói đó là cái anh này anh đeo cái khẩu trang xong ở giữa có cái phần mà tuy cả food một cái zipper kéo qua một cái là ăn uống xong rồi cái kéo lại rồi mới đi, chứ không lẽ mỗi lần ăn muốn lấy đồ, không lẽ mỗi lần ăn lấy đồ phải dỡ ra xong rồi cứ phải gắn vô lại rồi dỡ ra nó lại, nó thì mất đó, thời gian quá. Luật là ở riêng California thì lại như vậy đó, thì khi mà chúng ta ngồi xuống chúng ta ăn thì chúng ta được mở ra, nhưng mà khi là đứng lên mà di chuyển đi là phải đeo vô. Nếu vậy thì mình mua mấy cái nón của xe mô tô đó quý vị, xe nón bảo hộ đó, nón mà Hermes mà nó có cái mặt kiến ngoài trước đó, cái mỗi lần ấy cái kéo lên ăn xong có kéo xuống ngồi ăn đợi nguyên cái nồi cơm điện nồi
thì trước sau cũng phải phòng ngừa. À, Hồng Loan nghĩ cũng có thể là tiện lợi nhất là chúng ta đổi cái nón mà có cái face shield hay là cái mắt kiến mà có cái face shield thì nó sẽ dễ dàng hơn. Tại vì khi mình đeo cái khẩu trang thì nó sẽ bịt vô cái miệng của mình. Mình lấy ra lấy vô cũng ấy, thì mình chuẩn bị cái đó. Khi mình ngồi ăn, mình muốn đứng dậy thì mình chỉ đổi cái nón thì nó có cái face shield che đi. Cái đó cũng ok. Nhưng mà thật sự giờ Hồng Loan nghĩ cũng hạn chế đi vô nhà hàng ăn trong cái tình hình đó, chưa có vaccine chủng ngừa nha quý vị. Tại vì theo nghiên cứu thì khi mà một người mà họ nói chuyện hoặc là họ ho, cái con virus nó dâng ra ngoài không khí thì nó tồn tại, nó bay lơ lửng trên không trung đó là 14 phút. Cho nên nhiều khi mặc dù chúng ta ngồi cách xa nhưng mà khi mà biết đâu con virus nó bay mà nó cứ sống rồi nó bay nó bám vô đồ ăn của mình hay là gì cũng sợ. Lúc nãy Lộc có chia sẻ cái video mà Lộc rô cái cuốn sushi đó quý vị. Thì không giấu gì quý vị là thời gian đầu tiên Lộc qua Mỹ thì mình đi vừa đi học vừa đi làm, thì mình đi làm vụ tiệm làm sushi nên cũng có biết được chút xíu nghề đồ Nhật. Thì Lộc thì Lộc chuyên về sushi, sashimi với lại roll. Thì mấy cái đó là mình làm riết rồi cũng quen thôi, cũng học hỏi được. Lâu rồi mà cuốn rồi cũng còn ok hả? Quên, không nhớ, nhưng mà đụng tay vô làm thì tự nhiên cái ký ức nó quay về, mình nhớ được chút xíu. Ngày đó anh làm nó bao lâu ha? Cũng cả năm á. Năm mấy á. Rồi cắt nữa quý vị, mấy cái cá mà salmon rồi tuna đó mình cắt lát, mà cắt phải cho nó đẹp nữa. Cắt một lần thôi, cắt cái đúng là một nhát thôi, từ đầu từ kéo xuống sực một cái thì nó phải đứt. Chứ không phải kéo xuống một cái rồi kéo lên, kéo xuống kéo lên, kéo xuống cái, là không đúng. Cái sashimi mà mình cắt á là quan trọng là cái nó không bị cái sớ, nó không sớ. Như là nó vuốt một đường. Thì cái luật nó cắt á là từ đầu tới cuối một đường thôi, và là phải cắt đứt hết một cái miếng đó. Chứ đừng có kiểu mà cắt, bởi vì mà mình quen cắt thịt này nọ đó, mình phải dày thì lại cái miếng thịt nó không có đẹp. Thì cắt một từ đầu cuối vuốt thẳng một cái là phải đứt một miếng. Không được đứt miếng đó, nếu mà lỡ mà không đứt miếng đó, phải bỏ miếng đó, không có xài. Và cắt miếng khác. Bởi vì con dao nó phải bén nhiều, lắm. Dao bén nhọn quắt nhìn thì ghê ha. Rô đủ thứ rô hết. Loan thì Loan thích ăn cái spicy salmon roll á. Lâu lâu em cũng nói Lộc làm cái món đó. Cái mình mua cái salmon về xong cái phải bầm nó ra. Okay. Một cái gì nào mà muốn mà ăn, muốn thích ăn đồ Nhật đó, muốn mà coi cái đó, cách đó làm đó là comment dưới đây đi. Lộc sẽ coi dành một ngày Lộc làm cái món đó cho quý vị coi thử. Dễ ăn lắm. Hồi nãy là làm rô chế biến thôi chứ không phải đúng với Hồng Linh đó. Nói giờ Linh thích ăn gì thì cứ bỏ cái đó vô. Thích ăn thì gì Linh bỏ request đó thôi. Là chỉ cần cơm với lại avocado với lại spam hả? Spam. Mà hồi nãy Lộc làm á, mà Lộc quên là đúng ra nó cái giấy CW đó quý vị, là mình phải cắt phần nửa để cho cái rô nó nhỏ thôi. Thì nít ăn nó mới dễ. Cái rô kiểu qua Lộc làm rồi đồ cho Mỹ ăn nó bự. Nó bự như vậy nè. Thì đó nó một cái rô đó là mình tốn một khoảng một chén cơm đó quý vị. Vậy mà Linh ăn cũng hơn cái hả? Hơn cái. Tự nhiên thèm quá, nghe đòi ăn vậy. Mà cái món rô mà dễ ăn nhất đó là California rô. Nít đứa nào cũng thích đó. Đó là crab meat. Crab meat. Rồi cái món thứ hai đó là mấy cái món mà như Loan nói đó, là spicy salmon roll, spicy tuna roll, rainbow roll, dragon roll. Trời, mấy cái món ăn bảo đảm quá gì, ăn cả là ghiền. Anh nói sao người ta request là làm đủ hết các món luôn. Thì làm
cho nhà mình ăn. Ba mẹ của Hồng Loan thì chỉ biết ăn đồ chính thôi, ví dụ như là dragon roll á, nó là cái con cua lột phải không? Cua lột mình chiên lên xong rồi mình roll. Rồi tempura roll là con tôm mình tôm chiên, tempura rồi xong mình roll. Rồi eel roll đó. Wow. Eel roll là con lươn đó quý vị. Thì mua nguyên một miếng con lươn mà nó nướng, nó nướng xong rồi mình về mình nướng sơ lại mình roll ăn cũng rất là ngon. Cái món eel roll đó là hầu hết những người nào mà ăn đồ không ăn được đồ sống thì đều yêu thích cái món eel roll. Tại vì bản thân con eel roll có nghĩa là con lươn đó quý vị. Con lươn của Việt Nam mình gọi là lươn, thì bên Nhật nó có cái loại đó, nó làm sẵn, ướp sẵn, nó làm gia vị rất là dễ ăn. Cái đó ăn với cơm cũng ngon. Trời, cái sốt của eel roll quý vị chan vô cơm cho ăn hao cơm lắm. À, hình như là còn chế cái eel roll, cái con lươn đó đó còn chế ăn với cơm nữa đúng không? Đúng rồi, cái, ăn cơm. Cái đó ăn cơm, ăn cơm ngon lắm á. Mình mua cái gạo trắng của Nhật đó. Ở nhà Hồng Loan thì ăn gạo Nhật không à? Từ trước giờ từ gạo đỏ, gạo nâu, gạo trắng là ăn gạo Nhật không? Thì mình nấu cái cơm đó, đó xong mình bỏ con lươn nó lên rồi cho tí salad thôi, miếng eel sauce lên ăn là cũng rất là ngon luôn. Hôm nay thì xin phép thời gian quý vị nha, bữa giờ mình không có cảm ơn quý vị ha, hôm nay mình dành chút xíu thời gian để nói chuyện với lại tất cả quý vị. Thì Hồng Loan cảm ơn bạn Jenny Vũ nè. Jenny Vũ cũng nhắc với Hồng Loan cái vấn đề mà cái thuốc hồi nãy Hồng Loan nói là họ đã thử nghiệm ở phase 2 rồi, và sắp tới là họ sẽ thử nghiệm trên 600 người nữa. Thì hy vọng là chúng ta sẽ có thuốc sớm. Mọi người cũng rất là chia sẻ với Hồng Loan, với Lộc về những cái thông tin thuốc cũng như vaccine, bởi vì biết tất cả chúng ta đều quan tâm tới điều đó ha quý vị ha. Rất là cảm ơn nha. Tại vì nhiều khi một mình Lộc với Loan cũng không có kiếm được nhiều thông tin á. Mấy bạn đưa như vậy rất là hữu ích, mọi nhờ người bạn ta coi được á. Đó, nhờ bạn nhắc cho nên hôm qua Hồng Loan lên xem kỹ lại thì update cái thông tin mới cho quý vị. Và Loan Trần FR thì khen ông bà ngoại nhìn trẻ đẹp quá, chúc ông bà nhiều sức khỏe. Cảm ơn Loan Trần rất là nhiều nha. Rồi chị Xuân Nguyễn thì khen là chị Xuân Nguyễn thì nhắc là phải mang seat belt. Ngày hôm qua thì đi chơi thì bé Gia Linh lên ngồi cái là bắt bà ngoại, bắt mẹ phải seat belt ha. Thường thường mình đi đâu vòng vòng ở trong thành phố thì mình ít có seat belt, nhưng mà khi mà đi lên freeway thì cả nhà đều phải seat belt hết. Nhưng mà mình cũng phải seat belt, biết bớt cái đi đâu mình cũng phải như vậy để cho mình thành thói quen. Rồi có bạn Diane Trần thì khen Hồng Loan giữ dáng dấp gọn gàng thon thả hay quá. Chắc nhờ Lộc mà... nhờ ngồi cái Lộc. chưa nói nói làm tôi bức thứ. Nhờ Lộc á, đúng rồi, tại đúng rồi, nhờ ngồi kế Lộc cho nên thấy Lộc ốm vậy. Chứ mà ngồi kế bé Gia Linh thì chắc đôi giày nhìn mà Mồng Loan chắc cũng tròn lắm. Với lại nhờ mỗi ngày mình cũng đi exercise, tập thể dục, đi chắc cũng khoảng 4-5 mai mỗi ngày cho nên cũng đỡ lắm nha quý vị. Bạn Phúc Đinh thì cảm ơn Chúa Bảo Quốc đã giới thiệu về Đức Mẹ. Và cảm ơn hai bạn đã cho mọi người biết về những thông tin hữu ích với gia đình mình. Bởi vì gia đình của bạn Phúc Đinh là đã có giấy tờ đi qua Mỹ rồi, nhưng mà vì cái dịch Covid này nè cho nên chưa có đi được. Thì sau cái dịch thì gia đình bạn sẽ qua. Nếu mà khi mà mới qua mình có rất là nhiều điều bỡ ngỡ, nếu mà bạn cần phải tìm hiểu cái gì thì có thể cứ email cho Loan với Lộc. Mình biết gì thì mình chia sẻ với nhau ha. Trời, mới qua khó khăn lắm, tất cả ai cũng hiểu mà ha, những người đã qua đây rồi thì cũng hiểu cái thời gian đầu tiên 2 năm đầu mà mình mới qua đó thì khó khăn lắm và cũng rất là khó thích hợp. Cho nên Hồng Loan cũng thường hay khuyên những bạn mới qua đó, mình cố gắng 2 năm. Tại vì cuộc sống nó thay đổi hoàn toàn, nó không giống như ở Việt Nam đâu. Việt Nam mình nhàn nhã lắm, mình thảnh thơi lắm, mình muốn làm gì làm, mình muốn đi đâu mình làm gì nó cũng đơn giản hết. Nhưng mà khi mà qua bên đây thì mình phải tập với lại cuộc sống bên này, mọi thứ
mọi thứ đều khó hết. Bây giờ mình nói một cái chuyện đơn giản, mình qua mà mình muốn đi mướn một cái chỗ ở hay cái gì đó cũng rất là khó khăn luôn. Cho nên mình cố gắng chịu đựng 2 năm, sau cái 2 năm đó rồi trời sẽ sáng. Cái đó thời gian giống như mình làm quen, thực tập trước đó. Còn mình có đủ bản lĩnh để mình tồn tại ở đây không? Có nhiều người qua năm tức tốc về Việt Nam liền, bỏ hết tất cả. Tại vì người ta giống như bất ngờ quá. Ở Việt Nam gì cũng có, bước ra một cái có xe đi, bước ra một cái có đồ ăn đồ uống. Mình đây muốn đi phải đi xe xa, rồi đâu phải dễ kiếm xe đâu. Khó lắm. Hồng Loan chia sẻ với quý vị là có một người bạn cũng thân đó, thì cũng qua cùng lượt với Hồng Loan luôn. Nhưng mà bạn đó ở bên Michigan đó thì rất là hẻo lánh, rất là khó khăn. Chỉ có qua lấy chồng thì chỉ ở với gia đình chồng thôi. Thì chồng thì phải đi làm, mà cổ mới qua mà cổ đang có bầu nữa. Cho nên khó khăn lắm quý vị. Hồi lúc ở Việt Nam á, thì mấy đứa chơi chung nhau tối ngày, cứ công việc đi làm xong rồi tối là cứ gặp nhau rồi thoải mái đi chơi, muốn làm gì làm. Có một hôm á, cổ nhắn cho Loan, cổ nói chứ chị, em đi qua đây đó, em đem lông mi giả quá trời luôn. Em tưởng là qua em sẽ được đi chơi rồi ăn diện đôi này nọ. Bây giờ cái đống lông mi giả của em nó còn nguyên. Như vậy là đủ hiểu là không có thời gian để được đi chơi như ở Việt Nam mỗi ngày đâu. Nhưng mà dần dần thì chúng ta sẽ quen. Thật sự cuộc sống mình bên đây là mình nghĩ là vì gia đình, vì con cái. Cho nên ai cũng cố gắng hết. Cái tương lai của con mình ha quý vị ha. Chia sẻ quý vị chút xíu về cuộc sống mới ở bên Mỹ. Nhưng mà nói là vấn đề mà không được đi chơi cũng ấy. Tại vì mình mới đi qua mình không có biết cái đời sống của người bản xứ làm sao. Người bản xứ người ta không đi chơi nhiều lắm. Người ta mỗi lần mà đi vô mấy trên Los á, chơi vô mấy cái ấy đó, người bản xứ người ta đi chơi cũng đầy, ngày nào cũng đi chơi đó, cũng giống Việt Nam. Nhưng mà tại vì mình lần Việt Nam mình qua, nó đời sống nó bỡ ngỡ lắm, nó không thích hợp với mình. Mình không đi chơi được nhiều. Giờ nói đi chơi, giờ nói đơn giản một chuyện thôi. Lúc mình ở Việt Nam á, mình muốn đi club, mình đi vô là người ta đưa tay, người ta mời đón mình, anh chị rồi này nọ. Còn đây mình đi club là mình phải get like ngoài sắp hàng đó. Trời, đó là nội cái đó là mình thấy nó là một cái sự khác biệt rồi. Trời lạnh thì lạnh gì đó, sắp hàng. Muốn đi vô club mình sắp hàng lạnh run chết. Rồi lâu á, mấy bạn Hồng Loan cũng dù như là có tiệc tùng vậy đó, rồi cái cũng rủ nhau đi. Cái đi thử, trời ơi, thấy mệt mỏi lắm. Chưa, sắp hàng vô tới vừa tới chỗ xét vé thôi. Nhiều tuổi rồi. Nhìn mặt Việt Nam mình nó tưởng mình mười mấy tuổi. Rồi cũng xin cảm ơn Duyên Xuân thì nói là thích xem kênh của anh chị. Rồi Quyên Hồ, chị Quyên Hồ thì chúc hai em và gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn an vui, hạnh phúc. Thu Thảo Lê thì nói hai anh chị nói chuyện dễ thương quá. Cảm ơn Thu Thảo, cảm ơn chị Quyên Hồ nha. Rồi TM là cảm ơn anh chị đã chia sẻ và nhắc nhở mọi người cẩn thận. Corona là có thật đó. Cổ nói về một cái người trên YouTuber là nói là corona không có thật, ngọt là không muốn nói tên này mới còn phiền phức. Nói chuyện vui thôi. Rồi Thanh Nguyễn thì có nói về cái mà Hồng Loan giới thiệu mà làm nail mà rất cẩn thận, thì Thanh Nguyễn nói là làm như vậy thì an toàn cho cả người bệnh, làm như vậy thì an toàn cho cả hai là khách và chủ nhân. Rồi Thành Đạt Game cũng là một fan cứng. Thành gặp Đạt Game là thường hay chia sẻ thông tin với Loan Lộc lắm. Rồi Trinh Lê là rất mất mùa anh chị, tập nào em cũng đón xem, chúc anh chị nhiều sức khỏe. Cảm ơn Trinh Lê rất là nhiều. Rồi vợ chưa có. Chà. Cái kênh này nghe lạ quá ha, vợ chưa có. Nói là mấy hôm nay ở trên mạng có một cái người đó họ nói là không có thiệt đâu, rồi suối người Việt đi biểu tình. Tổng thống Anh không phải là bị Covid mà chỉ bị cảm bình thường. Cái người đó là chắc đàn ông hả?
Vợ chưa có là đàn ông rồi hả? Không biết. Nhưng mà mai mốt có vợ là phải đổi tên nha. Là gì? Vợ hay, có rồi. Hay, có vợ rồi. Hay là có rồi mà giả bộ lên để tên vợ chưa có để cầu phải không? À, có Hà Lê, cô Hà Lê thì nói là coi cái clip mà nói Bảo Lộc vuốt tóc hồng loan nhìn hạnh phúc quá, cô ở Australia. Hình như lâu lắm rồi mới vuốt lần đó cô ơi, chứ không có vuốt hoài đâu. Vuốt hoài nó mòn không có gì. Nga Lê, cô Nga Lê cũng là một người cô rất là yêu thương Loan với Lộc. Thì cô nói là ngày nào không xem thì ngày đó rất buồn vô hạn. Chúc hai cháu dồi dào sức khỏe. Tụi cháu cũng chúc cô nhiều sức khỏe nha. Gia đình lúc nào cũng yên ấm, hạnh phúc. Rồi còn có cô Nhung Đặng thì cũng vậy. Cô cũng rất là yêu thương Lộc mà. Cô cũng rất là yêu thương Lộc với Loan. Cứ mỗi lần mà vừa post cái video lên là chắc khoảng chừng vài phút sau là cô là người comment liền. Cảm ơn cô. Nhân đây Hồng Loan với Lộc cũng xin cảm ơn tất cả mọi người, những người mà mình có kêu tên và ngay cả những người mà Loan với Lộc chưa kêu tên hoặc là đã kêu tên mà hôm nay không có kêu. Thì cảm ơn rất là nhiều. Loan với Lộc lúc nào cũng rất là nhớ tới tất cả mọi người đã có cái tình yêu thương đối với Loan Lộc và đã chia sẻ những cái thời gian mà chúng ta rất là khó khăn trong cái cơn dịch. Thì hiện nay cũng có rất nhiều người là bắt đầu là đã được tự do rồi, thoải mái rồi, chắc là không có thời gian nhiều coi đâu phải không, có coi hay là lo đi chơi rồi không có coi clip của Lộc với Loan. Vậy lên tiếng cho Loan biết rồi. Nói giỡn chứ Hồng Loan cũng có hứa là mặc dù là có công việc đi làm trở lại nhưng mà cũng sẽ cố gắng hết sức để mà giữ cái mối quan hệ với tất cả quý vị, những người đã yêu thương cái kênh Bảo Quốc Hồng Loan Channel ha. Bây giờ thì chào tạm biệt quý vị. Một ngày Chủ nhật thật là vui vẻ ấm cúng cùng gia đình nha quý vị nha. Nhớ like, share, subscribe nha quý vị. Và nếu mà quý vị muốn Lộc làm cái món sushi roll thì nhớ comment, share, like. Nhớ nha, request đi để Lộc làm cho Loan ăn.